Thầy chú cho toàn người trẻ. Dạ vâng. Rồi con tên là gì? Thầy chào, con tên là Nguyễn Thị Thảo, con ở ngoài Bắc vào ạ. Con năm nay 18 tuổi. 18 tuổi. Rồi, con được tên gì của chú Thảo? Thầy chào, là con được khỏi bệnh. Con bị, ngày trước con bị đau đầu mà đi các bệnh viện lớn không thể chữa được cho con bởi vì nó không ra bệnh. Mà cả bệnh đau bao tử nữa. Mà trong khi đó khám là không ra bệnh gì mà con cứ về nhà con đau. Mà đi bệnh viện mà con lại khỏi. Bố mẹ con trông con rất là vất vả ngoài viện. Và về nhà con lại bị kéo dài mất tầm 2 tháng. Sau đó tầm đợt tháng 1 là con có bay vào đây. Xin ơn của cha, bây giờ con được khỏi bệnh rồi. Con bị đau đầu vậy là bao nhiêu năm? Con mới bị tầm 4-5 tháng. Vâng, thưa chị em, một cô bé 18 tuổi từ ngoài Hà Nội mà bị bệnh đau đầu 4-5 tháng mà đi bệnh viện không khỏi, vào đây từ tháng Giêng và cầu nguyện Chúa đã chữa lành, cô ấy không quên tạ ơn Chúa bằng cách là hôm nay quay trở lại đây để làm chứng cho mọi người, nhất là cho các bạn trẻ. Một người 18 tuổi nha, các bạn trẻ nhớ dùng. Không phải chỉ có ông lão, bà lão mà những người trẻ ngày hôm nay họ cũng biết đến lòng Chúa thương xót. Tặng cho Thảo cái máy 365 bài giảng nha. Dạ. Cho con xin một cái, cho ông mù ở cạnh nhà con, để con từ ngày bé đến bây giờ. À, có một ông mù ở cạnh nhà con mà bế con từ ngày bé cho đến bây giờ. À, đến con lớn, đến ngày con lớn, đến bây giờ. Rồi, đây cho ông mù nha. Rồi, Chúa dành cho Thảo để cái móc khóa lòng Chúa thương xót, xin giữ Thảo nha. Thì các bạn còn nhớ cái người mà chăm sóc mình, cái ông mù bế mình từ bé đến khi mình lớn hơn, bây giờ vẫn nhớ đến đâu mà tặng cho một cái máy. Rồi mời con.